AT&T Tours và thế giới trong tầm tay. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục với chương trình Thế giới trong tầm tay. Và anh Thắng, trong các chương trình, trong các cái điểm du lịch của Yosemite, ngoài những cái điểm mà anh vừa nói ra thì còn thêm những điểm thắng cảnh nào mà mình chưa khách đến mà để xem được nữa ạ? Nói đến các thắng cảnh chính ở trong Yosemite thì chúng ta có thể phân biệt ở bên phía Bắc, phía Nam, hoặc là chúng ta đi vào trong cái vùng gọi là Yosemite Valley, tức là thung lũng Yosemite đó, thì tất cả các thắng cảnh đều là vùng thông qua. Chẳng hạn như chúng ta đến cái vùng mà phía Bắc đó, thì chúng ta sẽ được thưởng ngoạn hồ, nhưng chúng ta thậm chí được những cái đồng những cái đồng bằng, hoặc là chúng ta có thể đi xem được những cái đỉnh núi cao, và ở đó chúng ta sẽ gặp được nhiều cái sinh hoạt về sinh thái của các mình có gặp thú ở trong đó không? Mình có thể gặp được thú. Nếu mà du khách đến Yosemite thì thấy chúng ta có thể thấy tất cả những mọi nơi chúng ta đến, thì thường người ta quên đi là đồ ăn chúng ta phải cất thật kỹ, và thùng rác trong đó họ cũng làm rất là kỹ đậy, nhưng mà để cho gấu cơ sẽ không có thọc cái tay nó vào được. Thì đó cũng là một trong những cái điểm chú ý cho du khách khi chúng ta đến thăm công viên quốc gia Yosemite. Gấu là một trong những loài thú thường được xuất hiện vào đêm, thì chúng ta có thể đi tìm những đồ ăn, đồ uống, và loài gấu ở trong giữa sông thì chúng là nó biết, nó to và nó biết và rất là khôn ngoan. Thì đó là cái trong cái vùng thung lũng về sinh vật. Thế tuy nhiên thì cũng còn nhiều những cái sinh vật khác mà chúng ta sẽ gặp hoang dã ở trên phía Bắc. Còn ở phía Nam á, thì chúng ta có thể đi đến cái khu vực để nhìn những cái gọi là cây cổ thụ. Thì tiếng Việt Nam thì tôi xem từ điển thì họ nói là cây cổ tùng, tức là những cây giống như cây tùng nhưng mà nó rất là cao, cao có đến cả 100 mét, chứ không có nhỉ. Thế tuy nhiên những cây rễ của nó thì rất là lớn, một cây rễ mà có cây đổ xuống, và tôi đã xem và để đứng thử một người đứng đó để chụp cái hình á, thì mình thấy nó có những dài nguyên cái rễ ngay chính giữa của họ, cái cây rễ chính, nó là 10 thước. Thế tuy nhiên khi mà nó đứng ở dưới đó thì cái rễ cây nó thể lan ra, nó bám xung quanh đất là khoảng cái 30 mét, và đồng thời nó thể ăn sâu xuống đất khoảng 6 mét, khoảng 2 mét. Thì nó cũng là một cái loại cây rất là cổ và rất là lớn và rất là cao. Thì người ta tính ở Yosemite đó có khoảng đến 5.000 cây về cây cổ tùng. Thế tuy nhiên thì hiện tại những cây lớn là người ta ước lượng khoảng 500 cây. Và có những cái cây lớn rất là lớn và nổi tiếng trên thế giới là lớn nhất và là cổ nhất. Tại vì cây là cổ nhất có thể cây trên 3.000 tuổi. Thành ra vậy đó mình, là một cái, nếu mà nói lớn thì mình có thể hình dung bao nhiêu vòng ôm không anh? Bao nhiêu vòng tay người? Thì bây giờ nếu mình tiên cứ hình dung ra một cái đường kính là 10 thước. Đường kính 10 thước thì mình tính là một cái chu vi chẳng hạn. Thì mình thấy thì cũng rất là lớn. Thì cũng phải 20-30 người. Wow, vậy là rất, cái vòng cây rất là lớn. Ngoài những cái cây cổ thụ, những cái cây cổ tùng giant sequoia như anh vừa nói đó, thì ngoài các thắng cảnh nào khác về núi, về những cái monument tôi vừa mới trình bày là đến cái phía Bắc và phía Nam. Phía Nam thì cái vùng đó nó gọi là Mariposa Garden, thì là toàn những cái cây cổ thụ và những cây vĩ đại giant sequoia. Còn nếu mà những thắng cảnh chính của cái Yosemite National Park đó, thì chúng ta phải đến ngay cái khu vực chính của nó là Yosemite Valley. Tại vì Yosemite Valley nguyên thủy ngày xưa đó, đây là những cái lớp băng trầm băng tích của nó cách đây 30.000 năm, và sau đó khoảng 15.000 năm về trước đó, thì những cái lớp đó tan và nó cắt, và nó thời tiết thay đổi làm nóng lạnh rất là nhiều, và đá hoa cương cái độ cứng của nó sẽ thay đổi và nó chia cắt, và cái các băng băng tích đó, nó tan ra và nó tạo ra cái mặt của cái thung lũng bây giờ mà chúng ta có thể đi xem đó. Thành thử khi đến đó thì chúng ta sẽ thấy hai cái phần mà chúng ta có thể họ gọi là thung lũng trên và thung lũng dưới. Và nước nước thì nước
thác á, phần lớn là từ cái snow, từ tuyết nó tan ra và nó chảy thành thác. Thành ra nếu mà quý vị đến Yosemite, tốt nhất xem thác nước thì vào tháng 5 và tháng 6. Xuân, hè. Nó nửa qua xuân và đầu hè. Thế là nước là độ là thác đổ, nước là lớn nhất và mạnh nhất. Còn chúng ta đến tháng 9 thì là nước sẽ là bắt đầu ít đi. Mùa đông thì nhiên là ít. Thế tuy nhiên mà mùa đông thì chúng ta lại có được những cái thắng cảnh khác. Chẳng hạn như cái Bridal View, cái thác của Bridal View đó. Thì khi mà nước nó xuống thì nước chảy ít. Nhưng mà bù lại tất cả những cái nước xung quanh mình thác, hai bên dọc theo thác nó thành băng hết. Nó đóng lại. Thì ta mình nhìn thấy là mình thấy nó có một cái đẹp khác. Và đồng thời cái mùa đông đó, khi chúng ta đến Yosemite National Park đó, thì các vách núi đó là những đóa hoa cương mà thành ra trong mình nhìn xa mình tưởng nó thẳng hết. Nhưng mà khi đến mùa đông thì tất cả những cái hẻm rãnh của cái núi đó, nó được đóng băng hết. Thành ra từ xa chúng ta thấy được tất cả những cái bộ mặt thật của cái vách núi El Capitan hoặc là Half Dome hoặc là những vách núi khác, thì mình thấy được cái bộ mặt thật của nó. Không có được phẳng lì. Không được phẳng lì. Và dĩ nhiên còn những cái đỉnh núi, nhưng mà có những cái cấu trúc rất là hay. Là đứng từ xa mình nhìn, nó có một đặc biệt của con cái nó gọi là King Brothers. Đứng từ xa mình nhìn, mình phải đứng đúng cái góc của nó thì mình nhìn thấy giống như ba cái đỉnh núi nó chìa ra, giống như ba anh em đó. Anh em đứng đó. Thì cái hình ảnh đó thì cũng... Anh Thắng nói Three Brothers là Mỹ Tiên hình dung tới Three Sisters ở bên Blue Mountain ở gần Sydney. Thì bên Úc. Thì bên đó nó cũng có một cái truyền thuyết. Thì không biết cái Three Brothers này có truyền thuyết gì không anh? Three Brothers này thì tôi không nghe nói gì cả. Không biết có cái truyền thuyết gì không. Thế tuy nhiên cũng rất là lạ là trên thế giới này chúng ta, tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế giới, thì chẳng hạn như Mỹ Tiên có dịp đến Sydney, đi qua đến Blue Mountain, và chúng ta sẽ thấy đó có Three Sisters. Và chúng ta đến Utah thì chúng ta có Three Gossip, phải không? Gossip. Đó là ba người, không phải ba người mà nó ba tảng đá. Ba tảng đá, nhưng nó đặt cái tên rất là hay, đó là người lắm chuyện, người nhiều chuyện, phải không? Thì sau đó thì chúng ta phải kể qua bên Nam Phi cũng có những cái tảng đá nó gọi là Tree Dagwell. Thì đó là ba tảng đá tròn và đứng cũng sừng sững giữa núi vậy đó. Thành ra nó cũng là đặc biệt. Và còn tôi có dịp vừa mới đi về ở bên Chile, đi về Nam Chile, đặc biệt ở đây đó nó cũng có những cái đỉnh núi cao và ba cái peak của cái núi, thì nó gọi là Torres de Paine. Torres và nên có nghĩa là Three Blue Peak Mountain. Thành ra nó đó là, thì tôi dịch ra đó là ba cái tháp núi thiên thanh. Thiên thanh tháp. Thiên thanh tháp thì nó sừng sững đứng lên, rất là đẹp. Đó thì mình không biết tại sao trên thế giới có những ngọn núi là có những cái trùng hợp với nhau, và người ta đặt tên ra là cái gì cũng là ba cả. Ba anh em, ba chị em, ba người nhiều chuyện. Ba cái thiên thanh tháp. Ba cái thiên thanh không tháp. Biết tại sao con số ba đó. Đúng. Thì đó cũng là những cái đặc biệt. Trên thế giới chúng ta có dịp đi càng nhiều chúng ta thấy có những điểm rất là tương đồng, và đồng thời nó cũng tạo cho nhiều cái ngạc nhiên cho chúng ta. Thì như anh Thắng nói đó là đến đến Yosemite đó thì có ba cái tảng đá đó, và đồng thời có những thắng cảnh nào thêm không anh? Thắng cảnh thêm thì như nãy tôi có trình bày đó là chúng ta đi một vòng như vậy, chúng ta sẽ đi gần đến được cái Half Dome. Đó là cái thắng cảnh. Và đặc biệt thì nếu ở đây mà nếu mà quý vị nào thích đi hiking, thích đi trekking, thì đây cũng là một cái nơi mà rất là thú vị để chúng ta có thể làm những cuộc đi bộ vào buổi sáng hoặc là vào buổi chiều. Rồi hoàng hôn là một cái cảnh rất là đẹp, và buổi sáng cũng là một cái cảnh đẹp khác, và nó cho mình những cái hình ảnh khác nhau. Ở Yosemite đặc biệt đó, là khó mà du khách nào nhìn thấy được cái thắng cảnh ở đó mà nó lặp đi lặp lại giống nhau trong một ngày. Tại vì mà bình minh buổi sáng thì là khác, mà buổi trưa khác, và buổi chiều, chiều tối. Và đồng thời mùa thu thì cái lá phong, lá chuyển màu không anh? Nó chuyển màu. Và đồng thời chúng ta nhìn được những cái thác nước thì nó tạo ra những cái nét đẹp về những cái cầu vồng như màu sắc chẳng hạn. Ngoài ra thì mùa đông á, họ có những cái hạn chế nào dành cho du khách không anh? Cảm ơn Mỹ Tiên. Nói đến mùa đông thì ở trong Yosemite có một cái điểm nó gọi là Glacier
point, viewpoint. Ở đây là cái chỗ đứng này để đẹp nhất để chúng ta nhìn được cái toàn cảnh của cái Yosemite Valley. Thế tuy nhiên thì cái điểm này chúng ta chỉ cho mở cửa vào mùa hè thôi. Vào những cái mùa khác, mùa đông thì chúng ta không lên được. Tại vì tuyết icy, đóng băng và lái xe rất là nguy hiểm. Thành thử có một cái thời gian nào thì công viên mới cho mình đi lái xe trên đó. Và đặc biệt là mùa hè là chúng ta được đến đó. Thế nào phải đến đó để xem. Nãy giờ Mỹ Tiên hỏi những cái thắng cảnh mà quên hỏi anh là khi mình vào công viên đó thì mình phải trả cái phí nó như thế nào không anh? Cái phí để vào cửa đó là mình phải trả một xe là $20. Dạ. Yeah. $20 cho một tuần. Ồ. Oh. Thành ra. Tức là ví dụ mình có thể, hoặc là mình ở đó. Thế tuy nhiên thì những cái cây củ tùng đó là những cây mà Giant Sequoia hiện tại ở Yosemite National Park. Họ cũng đang xin tiền, xin donate để cố gắng trùng tu lại cái khu vừa, khu rừng Mariposa. Đó là cái khu rừng mà chuyên về cái loại cây này. Thì họ cũng đang cố gắng xin tiền và họ ước lượng cái số tiền để trùng tu cái khu vườn đó không khoảng $2 triệu. Wow, yeah. Xin cảm ơn anh Trần Nguyên Thắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Thế giới trong tầm tay. Vì chương trình rất là có giới hạn về thời gian cho nên chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Và Mỹ Tiên xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào những chương trình kế tiếp. AT&T Tours và Thế giới trong tầm tay.